Sáng nay, Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Thực hiện kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân vào ngày 31 tháng 10 vừa qua. Các cơ quan đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm sự kiện theo nhiệm vụ được phân công, đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, chính sách, dân vận để luôn đáp nghĩa, đồng thời chuẩn bị chu đáo hội thảo khoa học, công tác trưng bày, triển lãm và tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là sự kiện quan trọng không chỉ của quân đội mà còn của quốc gia trong năm 2024. Do đó, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là lễ meeting kỷ niệm phải bảo đảm trang trọng, đúng tầm vóc, tạo ấn tượng mạnh mẽ, có ý nghĩa tuyên truyền giáo dục cao. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, phối hợp điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, chủ động làm tốt công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch.